Xin chào các anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập đệm hát ca khúc Lối cũ ta về, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bài hát này giai điệu rất quen thuộc, thì một lát nữa Thắng sẽ nói luôn các hợp âm ở trong bài, các anh em sẽ tập được. Ở nhịp 4-4, chúng ta sẽ đệm pop ballad. Âm hình căn bản đó là các nốt đơn. Và chủ âm của bài hát này đó chính là mi trưởng dành cho giọng nam. Chúng ta sẽ đệm pop ballad đoạn phiên khúc theo cái kiểu đơn giản như thế này. Còn ở điệp khúc, các anh em có thể quạt tiết tấu silo sun. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu. Ở intro, khi đệm mộc với một đàn guitar, thì đơn giản Thắng chọn mi trưởng đệm hai ô nhịp và chúng ta sẽ hát vào bài luôn. Lối cũ ta về, lối cũ ta về. Nghe chữ về, ô nhịp đầu tiên đầy đủ bốn phách với hợp âm mi trưởng. Về dường như nhỏ lại, dường như nhỏ lại. Hợp âm ở ô nhịp tiếp theo đầy đủ bốn phách, la major 7. Câu tiếp theo, trời xanh xanh mãi, trời xanh xanh mãi. Cái chữ mãi hát kéo dài. Ở ô nhịp này chúng ta sẽ có hai hợp âm si. Thì đầu tiên đó là si trưởng bát la. Đây sẽ là hợp âm si 7 bát la, nhưng chúng ta bấm như thế nào thì chúng ta chú thích đơn giản như vậy để dễ nhớ. Các anh em có thể bấm si trưởng như thế này, nhưng bây giờ chúng ta không có bấm nốt chủ âm nốt si ở đây, chúng ta rút ngón trỏ xuống bấm nốt pha thăng trên dây 1/2 mà thôi, để chúng ta chừa lại dây số 5 bát la, rải xuống si trưởng bát la ở phách 1 và phách 2. Phách 3 và phách 4 chúng ta chặn ngón trỏ để trở lại hợp âm si trưởng. Nó sẽ khớp với câu hát như thế này: trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ. Một màu ấu thơ. Chúng ta có thế bấm của hợp âm mi, major 7. Hai phách đầu tiên. Bát mi. Bỏ dây số 5, bỏ dây số 4. Ngón trỏ chúng ta chặn ở ngăn số 4, từ dây số 3 xuống dây số 1, đi kèm với bát mi. Hợp âm mi, major 7. Nó sẽ khớp với chữ ấu thơ, chỉ có gồm hai phách mà thôi. Ấu thơ 2, 3, lối cũ. Phách thứ 3, các anh em rải xuống với hợp âm rê thăng thứ 7. Rải trước rồi mới hát sau. Vị trí này sẽ là hợp âm rê thứ. Chúng ta bỏ ngón út ra sẽ là rê thứ 7. Và bây giờ toàn bộ cái đội hình này chúng ta di dời lên một ngăn phím sẽ trở thành hợp âm rê thăng thứ 7 nằm ở phách thứ 3. Trước đó là mi major 7 hai phách nha. Âu thơ 2, 3 lối cũ. Chúng ta rải xong rồi mới hát chữ lối cũ. Nó sẽ khớp với hợp âm son thăng 7 ở phách thứ 4. Lối cũ ta về, ta về. Ô nhịp sau đó với hợp âm đô thăng thứ hai phách thôi. Phách 3 và phách 4, các anh em di dời về vị trí này với hợp âm si thứ 7 để chúng ta đệm trước rồi mới hát. Lối cũ ta về, hương xưa có còn. Đô thăng thứ hai phách, rồi si thứ 7 hai phách để hát cái câu vườn xưa có còn, dẫn qua ô nhịp tiếp theo với hợp âm la major 7. Vườn xưa có còn, 2, 3 hoàng hôn.
nhịp này cũng sẽ có hai hợp âm, nhưng nó không có được phân chia ra là mỗi hợp âm hai phách đâu. La mi giơ bảy, ba phách. Ở phách thứ tư chúng ta rải xuống với hợp âm son thăng thứ bảy. Nếu mà đệm không thì một số anh em sẽ cảm thấy nó bị lẻ và rất là khó chịu. Nhưng cái câu mà chúng ta hát hoàng hôn nó cũng dễ, thì nó sẽ khớp với hợp âm son thăng thứ bảy ở phách thứ tư. Vương xưa có con này và hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn phách thứ tư son thăng thứ bảy buông xuống. Ô nhịp tiếp theo chúng ta về pha thăng thứ bảy hai phách, phách ba và phách bốn, chúng ta có hợp âm C7 để chúng ta hát cái câu cuối cùng hoàng hương ngọc lan, về chủ âm mỹ trường hoàng hôn buông xuống hai ba, hoàng hương ngọc lan hai ba. Phần hợp âm ở đoạn phiên khúc do giai điệu chỉ là như vậy mà thôi, khác với những video lần trước là có phiên khúc 1, phiên khúc 2, thì ca khúc này chỉ có một đoạn phiên khúc mà thôi. Do đó Thắng sẽ hướng dẫn tiếp các anh em các hợp âm ở đoạn điệp khúc. Thoảng hương ngọc lan chúng ta về mi trưởng hai phách, phách 3 và phách 4 các anh em có hợp âm mi 7 hoặc mi 7 có ngón út ở đây với nốt rê, để chúng ta chuẩn bị vào hợp âm la trưởng. Nó sẽ gắn liền với cái câu dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều. Đây là hợp âm mở đầu cho đoạn điệp khúc. Hoàng hương ngọc lan, mi trưởng nha. Lan hai ba, dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều. La trưởng đầy đủ một bộ nhịp. Nhưng khi các anh em đã muốn quạt tiết tấu xì lô xôn thì Thắng gợi ý chúng ta nên đánh la trưởng ở đây. Dù gió chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân nơi đêm lang thang. Ô nhịp tiếp theo, hợp âm đầu tiên sẽ là son thăng thứ. Thì với la trưởng ở đây chúng ta đi lùi về đây sẽ là son thăng thứ, để nó thuận ngón tay hơn. Bước chân nơi đêm lang thang về cô liêu. Ô nhịp này sẽ có hai hợp âm son thăng thứ và đô thăng thứ. Bước chân nơi đêm lang thang về cô liêu, chốn xa xôi kia bao nhiêu. Tiếp theo chúng ta sẽ có pha thăng thứ với cái câu chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ. Hợp âm pha thăng thứ hai phách đầu tiên mà thôi, phách 3 và phách 4. Các anh em sẽ có hợp âm C9 suốt 4 cũng rất đơn giản, bằng cách bỏ hai ngón này ra và chúng ta đánh từ dây số 5 xuống dây số 1, xem như là một ngón chặn ở ngăn số 2 đó. Đây sẽ là C9 suốt 4. Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ em đã quên. Ô nhịp tiếp theo chúng ta trở lại hợp âm pha thăng, nhưng lần này sẽ là hợp âm pha thăng 7-9. Đây là pha thăng trưởng. Chúng ta bỏ ngón út ra sẽ là pha thăng 7. Bây giờ dùng ngón út bấm vào nốt son thăng trên dây 1 ngăn 4, sẽ trở thành hợp âm pha thăng 7-9 hay còn gọi là pha thăng 9. Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ em đã quên. Chúng ta đánh hợp âm này, cái chữ quên, quên nó sẽ khớp, nó rất là tuyệt vời. Em đã quên hay là vẫn mang theo. Mang theo ở phách thứ 3 và 4 chúng ta sẽ có hai hợp âm. Đây là phách 1, phách 2. Em đã quên hay là vẫn mang theo. C thứ 7 ở phách thứ 3. Phách thứ 4 sẽ là mi 7. Để chúng ta hát quay lại đoạn điệp khúc xem như là điệp khúc 2. Em đã quên hay là vẫn mang theo. Dù cho nay em bên anh không còn nữa. Cái đường đi là nó là như vậy. Em đã quên hay là vẫn tha buồn. Dù cho nay em bên anh. La trưởng ở đây cũng được, nhưng
Thắng gợi ý các anh em nên đánh la trưởng ở đây khi chúng ta đang quạt tiết tấu silosun, bởi sau đó chúng ta sẽ đi lùi về hợp âm son thăng thứ hay son thăng bảy gì cũng được, thì nó sẽ gần gũi với cái hợp âm la trưởng ở vị trí này. Dù cho em bên anh không còn nữa. Câu tiếp theo. Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ. Lần này chúng ta vẫn là son thăng và đô thăng, nhưng nó khác đi một chút. Son thăng bảy và đô thăng thứ. Còn lúc nãy son thăng thứ và đô thăng thứ, các anh em phải lưu ý cái điểm này. Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ người yêu ơi. Bắt đầu từ câu này chúng ta sẽ đệm nhẹ lại thôi, không còn là silosun nữa. Hợp âm pha thăng thứ. Người yêu ơi, nay em đã. Pha thăng thứ và nhả hai ngón này ra để chúng ta đệm từ dây số 5 xuống dây số 1, C9 suốt 4. Lúc nãy thăng đã nói rồi. Đó. Người yêu ơi, nay em đã. Người yêu ơi là pha thăng thứ. Nay em đã. C9 suốt 4. Bỏ anh đi. Đô thăng thứ. Rồi còn lại câu cuối cùng. Sao em nỡ. Pha thăng thứ. Bỏ anh đi mãi. 2, 3. Với hợp âm C7. Đi mãi thì. Rồi sau đó chúng ta nhẩm 2, 3. Hoặc C7 này cho nó dễ bám hơn. Sao em nỡ. Bỏ anh đi mãi. 2, 3. Lối cũ ta về. Và chúng ta chỉ còn đoạn phiên khúc cuối bài để kết thúc một lần bài. Thì phần hợp âm ở đoạn phiên khúc cuối căn bản nó giống y chang như đoạn phiên khúc mở đầu mà Thắng đã hướng dẫn các anh em, thì Thắng không chi tiết nữa. Một lát nữa Thắng sẽ gợi ý, chỉ có một chỗ chúng ta thay đổi thôi. Thắng sẽ nói sau. Bây giờ Thắng sẽ đệm hát minh họa từ đầu đến cuối đoạn điệp khúc. Son son fa mi, mi fa do do, do re mi fa, si si la son, son son fa mi, mi fa son do, do re mi fa. Xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo. Dù cho nay em bên anh không còn nữa, biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu ơi, nay em đã bỏ anh đi. Sao em nỡ bỏ anh đi mãi. Lối cũ ta về nghiêng ướt dày, chiều nghiêng nghiêng nắng. Chúng ta sẽ kết thúc đoạn phiên khúc cuối bài. Và bây giờ Thắng gợi ý, hợp âm nó khác đi một chút xíu nè. Lối cũ ta về, mi trừng. Soi nghiêng gót giày là mi giờ bảy. Những cái chỗ nào giống nhau Thắng lướt qua nha. Chiều nghiêng mắt nắng, si trưởng bát la. Rồi si trưởng. Buồn chờ tóc mây, mi mi giờ bảy. Hai phát. Phát thứ ba chúng ta rải rê thăng thứ bảy rồi mới hát. Lối cũ son thăng bảy. Ta về. 2, 3. Phát 3 và phát 4 là si thứ bảy, để chúng ta hát cái câu vườn xưa có còn, dẫn qua la mi giờ bảy. Lúc mở đầu chúng ta có la mi giờ bảy, còn bây giờ để nó tạo khác biệt một chút, chúng ta sẽ không về la mi giờ bảy đâu. Trước đó là si thứ bảy nè. Vườn xưa có còn đó, chúng ta thay.
thay đổi chỗ này mà thôi. Đây sẽ là hợp âm La Thăng thứ bảy giáng năm. Các anh em đã quen với cái thế bấm Si thứ bảy giáng năm ở đây, thì toàn bộ đi lùi một ngăn phím sẽ là Si giáng, nhưng chúng ta sẽ đọc là La Thăng để nó dễ phân biệt mà thôi. Bởi trong bài sẽ có hợp âm Si bảy rồi Si chín số bốn. Bây giờ chúng ta đọc Si giáng nữa thì nó khó có cái sự khác nhau. Thành ra chúng ta hãy đọc là La Thăng để cho nó khác nhau. La Thăng thứ bảy giáng năm. Lối cũ ta về hài bà, vườn xưa có con hài bà. Vườn xưa có con, chúng ta nhầm hài ba để chúng ta trở lại La mười bảy. Còn lúc nãy chúng ta đệm La mười bảy đầy đủ bốn phách, nhưng còn ba phách thôi. Rồi phách thứ tư chúng ta có hợp âm Son Thăng thứ bảy để hát cái câu mà hoàng hôn mà Thắng đã giải thích rồi đó, thấy không? Vườn xưa có con hài bà, hoàng hôn. Phách ba là La mây giờ bảy, phách thứ tư Son Thăng thứ bảy, nó khớp với chữ hoàng hôn. Hoàng hôn buông xuống pha Thăng thứ bảy rồi Si bảy, hoàng hương ngọc lan, để chúng ta kết thúc một lần bài. Chỉ là khác biệt chỗ này mà thôi. Ở giang tấu thì các anh em sẽ có cái vòng hòa âm như thế này: La mi giờ bảy đầy đủ một ô nhịp, rồi ô nhịp thứ hai Son Thăng thứ bảy hai phách thôi, phách ba và bốn chúng ta có hợp âm Đô Thăng bảy giáng chín. Ô nhịp tiếp theo chúng ta sẽ có Pha Thăng thứ và Si chín số bốn. Đây là cái vòng đầu tiên. Rồi chúng ta trở về mi để lặp lại cái vòng này một lần nữa. Thì khi lặp lại, các anh em sẽ có mi trưởng và mi bảy. La mi giờ bảy, Son Thăng thứ và Đô Thăng bảy giáng chín. Các anh em nếu không bấm được Đô Thăng bảy giáng chín thì chúng ta cũng có thể bấm Đô Thăng bảy chín cũng được. Thắng có chú thích 6 con số trên màn hình, tùy các anh em chọn nha. Đô Thăng bảy giáng chín, Đô Thăng bảy chín, tùy. Làm lại nè: La mi giờ bảy, Son Thăng thứ, rồi Đô Thăng bảy giáng chín, Pha Thăng thứ, Si chín số bốn, mi trưởng, rồi mi bảy. Lặp lại. Lần đánh thứ hai, khi kết thúc về mi thì chúng ta đánh ở phách thứ nhất mà thôi, cho hợp âm này ngân ra để chúng ta nhẩm hai ba và hát lại từ đầu. Còn ở outro thì chúng ta lặp lại cái câu hoàng hương ngọc lan hài bà, lối cũ ta về hài bà, vườn xưa có con buông xuống, hoàng hương. Cũng có thể thêm vào Si bảy luôn. Ngọc lan, chúng ta không về mi trưởng mà sẽ về hợp âm La mi giờ bảy. Bởi trong hợp âm này nó có nốt mi. Chúng ta sẽ đi lùi La Son, là Son Thăng thứ đó. Son Thăng thứ bảy, rồi Pha, có nghĩa là Pha Thăng thứ bảy, và cuối cùng Si chín số bốn để kết thúc ở mi giờ bảy. Xin chúc các anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo của Thắng Trần Guitar.